ký túc xá cỏ mát tại thành phố Hồ Chí Minh xịn như thế nào. Hi, xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì nhập học tại MAP các bạn không phải đóng bất kỳ khoản phí nào, kể cả phí ở ký túc xá. Vậy thì các bạn có tò mò về ký túc xá MAP tại thành phố Hồ Chí Minh như thế nào không? Hôm nay hãy cùng mình đi một vòng ký túc xá MAP thành phố Hồ Chí Minh nha. Trước tiên thì các bạn có thể thấy rằng ký túc xá sử dụng cửa có mã khóa nên rất là an toàn nè. Giờ giấc thì khá là thoải mái nhưng các bạn nên hạn chế về quá khuya nhé. Như vậy thì sẽ nguy hiểm cho bản thân và ảnh hưởng đến những người xung quanh đấy. Ở ký túc xá của MAP còn có cả máy giặt sấy, do đó thì các bạn không phải lo về vấn đề giặt đồ vào mùa mưa nữa nha. Còn đây là ngay dưới ký túc xá có một tiệm tạp hóa nhỏ xinh nhưng bán rất là nhiều thứ đấy nha. Đây cũng là nơi ở của quản lý ký túc xá nên các bạn có thể liên hệ bất cứ khi nào các bạn cần nè. Bật mí là cô chủ quản lý siêu siêu thân thiện và đáng yêu lắm đó nha. Ký túc xá thì sẽ bao gồm 4 tầng và sân thượng. Không gian ở đây thì vô cùng là thoáng đãng và mát mẻ. Mỗi tầng gồm hơn 10 phòng. Mỗi phòng thì sẽ có từ 3 đến 4 giường tầng. Diện tích mỗi phòng thì khoảng 45m² nên rất là thoải mái nha. Không gian ở đây rất là thoáng đãng và mát mẻ và sẽ có những góc chiêu chiêu như thế này cho các bạn nè. Còn đây là dãy phòng ký túc xá tại tầng trệt, phòng sinh viên nam và nữ thì sẽ được tách riêng biệt nha. Với sức chứa hơn 300 chiếc xe, bãi giữ xe thì rộng rãi cho những sinh viên MAP đi học bằng xe đạp hoặc là xe máy nè. Thử đột nhập một phòng của các bạn sinh viên đang ở đây thử xem nhé. Thấy rằng mỗi phòng thì sẽ có khoảng từ 4 đến 6 bạn học sinh. Mỗi phòng thì sẽ được trang bị giường này, tủ quần áo, nhà vệ sinh và bếp. Tiếp theo đây là khu nấu ăn dành cho học sinh nha. Mặc dù xung quanh có rất là nhiều hàng quán để lựa chọn nhưng tự nấu ăn vẫn là nhất phải không nè. Ở gần ký túc xá của MAP thì có rất là nhiều chỗ để các bạn mua nguyên liệu, chẳng hạn như là bách hóa xanh nè, Winmart nè, hoặc là các khu chợ với đồ ăn thì siêu siêu tươi luôn nha các bạn nha. Xung quanh ký túc xá thì có trồng rất là nhiều cây xanh nên sẽ có những không gian các bạn có thể gọi điện thoại nè, đọc sách hay chill chill ở đây cùng bạn bè. Cuối cùng thì mình sẽ mách nhỏ cho các bạn một nơi cực kỳ chill tại ký túc xá của MAP nhé. Đó chính là khu sân thượng đây nè. Sau những giờ học năng suất thì các bạn cũng cần giải trí phải không nào? Hóng gió hoặc cùng tám chuyện với bạn bè ở đây quả là một lựa chọn cực kỳ thú vị luôn đó nha. Các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy đến MAP để có được sự hỗ trợ tốt nhất nhé.